Cục này nó phải rơi vào tầm 6-70 triệu. Đấy. Một cây của nó phải 6-700 triệu. Vâng. Hôm nay chú Quảng lên bàn giao bộ đồ ghế của cô lại thất cho anh xong. Dạ vâng. Đây ạ. Chỗ này còn 400 triệu. Anh dạ vâng. Chuyển khoản trước rồi thì bây giờ anh gửi lốt chú. Dạ vâng ạ. Nhân tiện đây hôm nay chú lên đây thì anh có một cây này phải nói là rất là quý và lạ. Vâng. Chú ra chú thẩm mua anh cái. À, có mọi người bảo đến quý anh có mọi người đến chơi thấy bà hoàn toàn Tết Lạng Sơn hoàn toàn Tết Lạng Sơn đấy anh từ thời cũ kỹ anh để lại thế anh để đâu anh đây anh để đây. Anh để đâu đây. Anh đây đây chú ô đây cái thớt mà anh ơi nhưng mà anh ngửi thấy rất là mùi thơm thơm à trong có rất mùi thơm mà mưa gió nó hay lên cái màu trắng đây này màu trắng này em nhìn thấy chưa vâng đấy màu trắng này mọi người cứ bảo hoàn toàn Tết Lạng Sơn đúng rồi đây là màu trắng nhưng mà đây nó là mốc anh ạ mốc nhưng bây giờ thì em thấy nếu như mà cái thớt này mà hoàng đàn Tuyết Lạng Sơn thì cũng nhiều tiền lắm đấy anh ạ anh cũng nghĩ là phải vài tỷ đi bây giờ em phải thẩm lại cho anh bởi vì là phải... một cái thớt này thì đường kính nó rất là to mà để một cây hoàng đàn mà bây giờ mà mình bổ ra mình làm cái thớt này thì phải là cái thân gỗ nó cực kỳ là to thì lâu lắm rồi nhưng nếu như đây mà là hoàng đàn Tuyết Lạng Sơn ấy thì cái thớt này của anh ấy rồi em xem này nặng ấy cái này nó khoảng tầm độ nặng ấy 5-6 cân. Đấy, một cây này to thì nó hơn 10 triệu thì tính ra nó khoảng tầm độ 6-70 triệu. Một cái thước như này. Em thử lạo ra tạc một chút này nhá. Rồi rồi. Không cái búa nhỉ anh nhỉ. Để em thử. Tại vì là hoàng đàn Tuyết Lạng Sơn ấy. Đây nhá. Cái chất gỗ này anh ạ. Khi tạc ra thì nó cái màu nó kiểu là màu nó hơi lâu lâu nó kiểu này nó không phải là hoàng đàn bởi vì là hoàng đàn thì khi cái tom gỗ nó mịn hơn và thứ hai là có cái màu vàng đặc trưng cơ đây, anh cầm đây. Đấy nó cũng có kiểu màu sáng vàng nhưng mà loại này thì không phải hoàng đàn đấy hoàng đàn Tuyết Lạng Sơn thì nó có thứ nhất là lên tuyết nhưng cái này của anh đây là mốc mùi thơm mùi này thì không phải mùi thơm rồi anh ạ mùi này không phải gỗ thơm rồi anh ạ thơm. Đây là gỗ là kiểu như là chắc là để lâu nó mốc thì anh cảm nhận không mùi thôi chứ không phải là thơm đâu anh ạ thơm nhạt đúng không hoàng đàn là thơm đậm đúng không vâng thì nếu như mà là hoàng đàn Tuyết Lạng Sơn thì cục này nó phải rơi vào tầm độ 60-70 triệu đấy. Một cây của nó phải 600-700 triệu vâng thì còn đây thì cái thớt này thì em nhìn đây thì nó cái loại này thì đây nó nặng này thì thường là người ta hay làm gỗ nghiến đấy cái chất này thì em ngửi thấy mùi chua thì loại này thì cái thớt này làm bằng gỗ nghiến này anh ạ chứ không phải hoàng đàn Tuyết Lạng Sơn đâu thế thôi cảm ơn em nhá dạ vâng vâng cảm ơn em thì nhiều anh em thì vẫn cứ nhầm tưởng là cái dòng gỗ hoàng đàn Tuyết Lạng Sơn các bác ạ đấy cứ nghĩ là gỗ thơm là hoàng đàn Tuyết Lạng Sơn thì ông anh ngày hôm nay là anh ấy vừa mua bộ ghế của em thẩm cho cái thớt nhưng nó không phải hoàng đàn Tuyết Lạng Sơn thì hoàng đàn Tuyết Lạng Sơn nó như này anh em này đấy các bác thấy không cái hạt đây nó có khả năng lên tuyết này còn cái thớt kia nó là mốc thôi và cái mùi hương thơm thì mùi hương thơm của nhân sâm nó rất là ngọt và cực kỳ sướng các bạn và đây là cái vòng thường bán cực kỳ chạy hạt này thì là hạt đốt trúc các bác nhá đấy còn loại siêu cấp hàng đặc biệt hơn thì em có một cái loại đây là hàng chìm thấu quang đây các bác thấy không ạ nhìn cái hạt vòng này nó thơm nó đậm nó giàu rất là nhiều thì mùi hương thơm nó cực kỳ sướng luôn loại này thì mùi hương thơm nó khác biệt hẳn hoàn toàn luôn và các cái vòng này thì số lượng nó không có nhiều đâu các bác ạ bây giờ thì là ngày cũng cận Tết rồi thế nên là các bác chúng ta mà chưa có những cái chiếc vòng hoàng đàn Tuyết Lạng Sơn này thì hãy nhanh tay nhá mỗi bác một cái sở hữu bấm ngay vào dòng hàng anh chị em mình nhá.